Thưa ông là Yên Bái thì cái địa hình rất là hiểm trở, đi lại rất là khó khăn như vậy thì trong cái công tác phòng chống cháy rừng của tỉnh thì thường gặp những cái khó khăn gì ạ? Yên Bái thì là địa bàn là rộng, địa hình thì phức tạp, chia cắt. Thế trong công tác chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng thì nó cũng có gặp rất là nhiều khó khăn. Tức là khi mà xảy ra cháy rừng ấy thì là cơ động đến nơi rất là khó. Thế còn khi mà xảy ra cháy rừng thì hầu hết là ở những nơi vùng sâu vùng xa thì nhận thức của đồng bào dân tộc này cũng có cái có phần hạn chế. Đấy, mặc dù là những năm gần đây thì là được nhà nước quan tâm đầu tư các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng. Thì tuy nhiên thì so với nhu cầu thì cũng vẫn còn thiếu và còn lạc hậu. Thưa ông là năm 2016 thì được dự báo là có những cái diễn biến rất là khó lường về thời tiết. À, vậy lực lượng kiểm lâm Yên Bái sẽ có những cái tham mưu như nào cho các cái cơ quan chức năng và có những cái giải pháp cụ thể như nào để có thể hạn chế được những cái thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn ạ? Vâng, ngay năm 2016 thì với tình dự báo là thời tiết khô hanh kéo dài diện rộng thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho tỉnh bổ sung các thành viên ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng của tỉnh và đã thành lập cái tổ công tác liên ngành của tỉnh để đi kiểm tra cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại một số cái vùng trọng điểm của tỉnh như là các địa bàn của huyện phía Tây, và đồng thời chúng tôi cũng đã có các cái văn bản chỉ đạo các hạt kiểm lâm tích cực là tham mưu cho huyện thành lập với tổ công tác của huyện để đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng và các chủ rừng. Rồi chúng tôi cũng đã tích cực phối hợp với lại các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cũng như là các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương đóng trên địa bàn là thường xuyên nên là tuyên truyền cái công tác phòng chống cháy cháy rừng, và qua đặc biệt là tới đây là khi mà dự báo thời tiết vào những ngày hanh khô thì chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình để phát cái buổi cảnh báo cháy rừng, đồng thời cũng sẽ tăng cường cái lực lượng về những cái địa bàn vùng trọng điểm và tăng cường cái phương tiện về các nơi mà dễ xảy ra cháy rừng. À, vâng, xin cảm ơn.